Hôm nay mình đang đứng trước cái condo nha các bạn. Cái condo này mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình sửa để bán. Thì đây là cái nhà condo. Cái condo này xung quanh này nó có những cái nhà kế bên nữa. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá mình sửa những căn này. Xung quanh cái hàng rào này cũ, do đó mình sẽ thay cái hàng rào này. Khu condo này như thế này nè. Đó. Condo này nó tiếp giáp với lại những cái condo khác. Cái vách nó sẽ chung với lại cái vách của những cái nhà khác. Thì bây giờ mình vô cái condo này thế như thế nào nha, để coi sửa chỗ nào. Đây là cái cửa đi ra vô ở đây. Còn cái cửa này là cái cửa cái chỗ phòng ăn. Trên đây nó có cái deck này có thể ngồi ở ngoài đây chơi được. Thì cái hàng rào này mốt mình sẽ thay luôn. Bây giờ đi vô nhà này coi thử nha. Đây là cái phòng khách nè. Phòng khách này bắt đầu có cầu thang đi lên cái lầu ở trên. Cái lầu ở trên nó có hai phòng ngủ. Thì dưới đây có phòng khách. Và có cái lò sưởi chỗ này. Đó. Đây là bếp. Bếp ở đây. Thì bây giờ mấy cái cabinet này nè, nó còn cũng tốt, cho đó mình sẽ sơn lại thôi. Chỗ này là chỗ tủ lạnh. Tủ lạnh cũ mình đem ra ngoài rồi. Chừng nào người mới mua sẽ mua để tủ lạnh mới vô. Còn đây là cái phòng ăn. Thì chỗ phòng ăn này mình sẽ bắt đầu mình thay lại cái gỗ này. Gỗ này nó bị nứt rồi, cho đó mình phải thay lại cho nó mới. Đây là cái cửa này là chỗ phòng ăn đi ra nè. Đó. Bây giờ lên lầu thử nha. Cầu thang này lúc trước mình đã thay rồi. Thay bằng gỗ laminate rồi. Đó, đây là ở trên nhìn xuống nè. Ở trên nhìn xuống cái phòng khách. Thì cái nhà này lúc trước mình có, khi mình mua đó, nó không phải như thế này. Khi mình mua là nó toàn là thảm không à. Thảm rất là dơ, mình thay thảm hết luôn. Thì cái nhà lúc đó mình cho thuê một thời gian, rồi mình sửa lại, mình thay gỗ hết. Đây là cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ này phòng ngủ lớn nhất. Đã thay gỗ hết rồi. Cái nhà này giờ sửa lại cũng không gì nhiều á. Lúc trước đã mình đã sửa rồi. Đây là cái chỗ để quần áo. Đây là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này nó có cái kệ để đồ rất là nhiều. Cái thích hợp cho mấy trẻ em ở phòng này nè, để những cái đồ chơi trên cái kệ này.
Còn đây là cái phòng tắm. Phòng tắm này mình sẽ bắt đầu mình sẽ thay những cái ron của phòng tắm này. Phòng tắm này vẫn còn được, không sao. Mình sẽ thay những cái ron của phòng tắm này. Thay ron lại cho nhìn mới. Đó là kế hoạch của mình sẽ làm vậy. Thì hôm nay bắt đầu mình sẽ thay cái gỗ dưới phòng ở bên dưới á, để chuẩn bị để bán cái căn nhà này. Đây, xem lại cái phòng phòng khách đây nè. Còn phòng phòng ăn á, là phía đằng xa đằng kia. Nói chung cái nhà này cũng đầy đủ hết. Nếu mình không có nhu cầu diện tích lớn á, thì cái phòng này với lại không có đông người á, thì cái gia đình ở trong cái nhà này cũng khá tốt. Cái này thuộc khu HOA, do đó mình mỗi tháng phải trả cái tiền HOA cho họ, cái tiền mà quản lý á, ở khu này nè. Khi mà trả tiền quản lý thì họ bao luôn tiền nước rác cho mình. Đó thì những hạng mục mình cần phải sửa là thay cái nền gỗ dưới đây nó bị hư, sơn lại một số chỗ để cho mới đó. Và cái phòng tắm thì bắt đầu thay những cái ron cho nó mới lại. Đó thì chỗ này là nguyên cái khu này là phòng khách đây nè. Đó, nguyên cái phòng khách. Đằng kia là cái phòng ăn. Phòng ăn đằng kia. Đó, phòng ăn đằng kia đó. Thì mình sẽ tiến hành mình sửa cái này để mình cho nó đẹp hơn, dễ bán hơn. Hiện tại cái này mình có thể lau chùi xong là mình bán được, nhưng mà mình có thể sửa tốt hơn để dễ bán hơn các bạn, và bán được cái giá sẽ tốt hơn. Tại vì vấn đề chỗ là chẳng hạn như là mình bán cho người ta đó, là nếu mà ai vay tiền của ngân hàng đó, là ngân hàng có người tới định giá cái căn nhà, thì khi mà tới định giá thì tốt hơn là những cái gì mình cần sửa mình phải sửa trước để mình bán cái giá nó sẽ tốt hơn. Mình sửa trước do đó khi mà người ta tới định giá những cái vấn đề về hư hại đã sửa xong hết rồi, không phải là cái vấn đề lo lắng của mọi người nữa. Thì cái đó là mình sẽ sửa những cái chỗ lặt vặt này thôi, để cho nó nhìn nó thật là đẹp lên. Nhiều khi cái người đi mua nhà thì cũng phải cần một cái nhà đẹp, thì mình sẽ sửa trước cho họ để mà họ cảm thấy hài lòng hơn. Thì hôm nay cái cuối tuần là cái mình dự định mình sẽ qua đây mỗi cái tuần, qua đây mình sửa và sơn lại cho xong và sẽ đem lên bán. Thì sau khi mà mình sửa xong mình sẽ quay một cái video nữa, và một cái video là mình sẽ đưa cái nhà này lên bán. Mình sẽ chụp lại cái hình là trước và sau để mình coi. Đó. Rồi, chào các bạn cái video này nha. Nói chung là mình quay lại để mình động viên mọi người là nếu muốn mua nhà lần đầu, tìm những ngôi nhà mà nó rẻ. Nếu mà mình gọi là nếu mà có tiền nhiều là mua những ngôi nhà tốt, không nói gì. Nếu có tiền ít vẫn mua được những căn nhà giá vừa phải, chấp nhận mình có thể tự sửa được để mình tiết kiệm cái thời gian ban đầu á, với lại cái tiền ban đầu, tiết kiệm số tiền ban đầu cho cái việc là mua nhà của mình. Thì những cái sửa những cái sửa chữa này nó không có tốn tiền nhiều các bạn, nhưng mà nếu mình chấp nhận mua những căn nhà mà hư hại chút xíu á, thì cái giá của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái nhà hoàn chỉnh. Thì chúc các bạn là cứ tiến hành và nghiên cứu những căn nhà nào dưới giá thị trường mà mua để dành số tiền cho mình. Thì hy vọng là những cái video thế này sẽ tiếp tục động viên mọi người là
Nếu mình có cái mục tiêu là mua nhà lần đầu á thì mình cứ đi mua, tiến hành càng sớm càng tốt. Tại vì nếu mình ở thuê á, thì mình sẽ phải trả tiền thuê mỗi tháng và mỗi năm, nó sẽ tích lũy lại cái số tiền đó mất rất là nhiều. Rồi xin chào cả nhà nha.